Tiếp theo bây giờ thầy nói về cái phần ôn tập các cái nội dung tổng quan ha, các cái nội dung mà mình cần phải nắm ở trong cái chương trình cái môn máy điện một này ha. Thì thứ nhất là gì? Về máy biến áp. Cái phần cái chương đầu tiên á thì mình sẽ đi tổng quan về khái niệm máy điện là gì ha, phân loại máy điện. Ha. Thì thầy nhắc lại sơ bộ ha, máy điện đó là những cái thiết bị mà nó gồm có mạch điện và mạch từ nó liên hệ với nhau ha. Mạch điện mạch từ liên kết với nhau à. Rồi. Rồi máy điện nó ứng dụng rất nhiều trong cái đời sống, trong cũng như trong các cái trong công nghiệp ha, trong cái đời sống và trong công nghiệp thì phân loại máy điện phân loại thì hôm trước mình có một cái sơ đồ phân loại á, nó gồm có máy điện tĩnh, máy điện quay á. Rồi máy điện tĩnh thì nó gồm có máy điện không đồng bộ, gồm máy điện một chiều, máy điện xoay chiều rồi trong máy điện xoay chiều nó lại phân là máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ ha. Thì cái sơ đồ phân loại đó mình coi lại nha, để không có chiếu lại. Rồi tiếp theo là đi vào cái máy biến áp, thì đầu tiên là cấu tạo máy biến áp phân loại máy biến áp, nguyên lý làm việc máy biến áp, những cái này là những cái cơ bản mình cần phải nắm thôi em. Rồi cách đấu nối máy biến áp, đấu nối thì đấu sao tam giác, sao 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 tam giác gì đó ha. Cách đấu nối rồi các cái phương trình cơ bản trong máy biến áp, phương trình cân bằng điện áp, phương trình cân bằng dòng điện ha. Trình cân bằng điện áp sơ cấp, thứ cấp, rồi phương trình cân bằng dòng điện, ba cái phương trình à. Rồi mạch điện thay thế máy áp, cái số 8 này là cái bắt buộc phải nhớ, cái rất quan trọng, cái sơ đồ thay thế máy áp để trong trong cái việc mà phân tích giải mạch, thôi tính toán cái thông số máy áp thì cần cái biết cái mạch điện thay thế này. Rồi số 9 cũng rất quan trọng là cái giảm đồ năng lượng phải nắm được cái dòng năng lượng chạy trong cái máy áp Rồi số 10 là các cái chế độ làm việc, chế độ làm việc Rồi thì chế độ làm việc máy áp thì nó gồm cái gì? Chế độ làm việc không tải. Khi máy áp thở mạch ở phía thứ cấp, chế độ không tải thì nó như thế nào? Cách tính các thông số ở chế độ làm việc không tải Rồi đối với chế độ làm việc ngắn mạch thì như thế nào? Ngắn mạch thì ở đây mình đang nói là ngắn mạch thí nghiệm. Khi thí nghiệm ngắn mạch thì người ta sẽ điều chỉnh điện áp như nào để cho cái dòng định mức, cái dòng ngắn mạch ở trong máy áp nó bằng cái dòng điện định mức của máy. Rồi tính toán các thông số ngắn mạch như thế nào thì mình phải nắm được. Rồi chế độ làm việc có tải thì khi gắn tải vào thì cái máy biến áp nó sẽ có hiện tượng gì, điện áp nó ra nó sẽ biến thiên ha. Rồi phụ thuộc vào tính chất tải mà nó sẽ cái sự thay đổi điện áp nó sẽ phụ thuộc chính tính chất tải và cái công suất của tải ha. Rồi, thì đó là nói về cái phần máy biến áp đó. Cái phần thứ hai là cái phần cái phần khái niệm về động cơ không đồng bộ ha. Thầy đánh lại từ số 1 nha, ở cái slide tiếp theo này thì nó là về động cơ không bộ ha. Thì mình phải nắm được khái niệm động cơ không bộ là gì, tại sao nó gọi là động cơ không đồng bộ, để hiểu tại sao nó gọi là động cơ không đồng bộ ha. Rồi cấu tạo của động cơ không bộ, stator cấu tạo như nào, rotor cấu tạo như nào, vỏ máy cấu tạo như nào mình phải nắm được. Rồi các cái đại lượng định mức, các đại lượng định mức của cái động cơ không bộ thì trên cái nhãn động cơ không bộ nó sẽ có những cái thông số gì để đọc được cái nhãn Rồi nguyên lý làm việc, nguyên lý làm việc thì phải hiểu cơ chế hình thành của cái từ trường quay như thế nào. Khi từ trường quay nó quét qua cái rotor thì nó sinh ra dòng điện cảm ứng rồi nó hoạt động như thế nào để nó kéo rotor quay ha. Phải hiểu được nguyên lý của nó, quan trọng là mình phải hiểu nguyên lý không em, hiểu được rồi câu số 5 là vì sao mà tốc độ rotor nó không bằng tốc độ từ trường quay, thì mình phải lý giải được phải hiểu được tại sao cái động cơ không bộ nó lại quay với tốc độ rotor khác tốc độ từ trường Rồi vẽ được cái mạch điện thay thế, thì cái mạch điện thay thế của cái động cơ không bộ nó rất là giống so với cái máy điện máy biến áp ha. Nó chỉ khác một xíu thôi hiểu được các thông số đó. Rồi thứ bảy là vẽ được cái giảm đồ năng lượng, giảm đồ năng lượng rồi giải thích được các thành phần công suất tổn hao ở trên cái giảm đồ năng lượng, biết ví dụ như nhỏ vào của cái động cơ không bộ là gì, nó là điện công suất điện B1, rồi sau đó nó qua nó tổn hao trên cái gì, tổn hao đồng một rồi tổn hao sắt rồi tổn hao đồng hai hoa
thì mình phải biết được. Rồi câu 8 là những vấn đề cần quan tâm khi cái mở máy cái động cơ không bộ. Thì khi mở máy động cơ không bộ thì nó có những cái vấn đề gì? Dòng mở máy nó lớn rồi, cái moment mở máy nó phải như nào? Thì cái đó là những cái vấn đề mình cần chú ý khi mở máy. Rồi các cái phương pháp mở máy. Vì những cái vấn đề ở trên, những vấn đề ở câu 8 á, là người ta phải sử dụng các cái phương pháp mở máy để nó khắc phục các cái vấn đề đó. Ví dụ đối với trường hợp vấn đề là dòng điện khởi động nó lớn, thì mình muốn khắc phục bằng cách thì người ta có thể là dùng cuộn kháng, dùng dùng máy biến áp tự ngẫu, hay là đổi nối xa tâm giác, vân vân. Các phương pháp mở máy sử dụng các phương pháp mở máy để giảm cái dòng khởi động thì dùng những phương pháp nào? Rồi vấn đề về moment mở máy. Nếu muốn moment mở máy lớn thì mình cần cái phương pháp khởi động gì? Thì ưu nhược điểm các phương pháp khởi động động cơ, cái này mình cũng phải nắm ha. Thì những cái câu ôn tập này thầy yêu cầu mấy em sẽ làm và nộp lại giùm thầy ha. Là nộp lại để thầy thầy chấm lấy một điểm. Rồi cái phần thứ ba là cái phần máy điện một chiều, thì mình cũng phải nắm được tổng quan về máy điện một chiều ha, ưu nhược điểm của nó, ứng dụng của nó ở đâu ha. Rồi cấu tạo của cái máy điện một chiều, cấu tạo gồm có phần cảm, phần ứng, rồi gì? Phần cảm thì như nào, phần ứng thì như nào, rồi các cái đại lượng định mức của máy điện một chiều, thì trên cái nhãn máy nó có những thông số gì thì mình phải đọc được, những thông số cơ bản ở trên một cái máy điện một chiều ha, tốc độ định mức, tần suất định mức, dòng định mức, dòng kích từ định mức gì đó, điện áp kích từ định mức đúng không? Câu số 4 là cái nguyên lý làm việc ha. Thì mình phải hiểu được cái nguyên lý làm việc của máy máy điện một chiều. Có thể coi lại trong sách ha, nhưng trong sách nó vẽ cái hình nó không có được rõ lắm. Còn hôm trước thì có giới thiệu video, thầy có giải thích đó, về cái nguyên lý đó, thì mình có thể tự diễn giải ra theo cái ý của mình. Tự diễn giải cái nguyên lý này theo ý của mình. Rồi cái số 6 là phản ứng. Thì hiểu được cái khái niệm phản ứng là gì, rồi nó gây ra những hậu quả gì. Khái niệm này phân loại cái máy phát điện một chiều theo cái phương pháp kích từ. Điều kiện làm việc song song của máy phát điện một chiều. Về cái động cơ điện cũng vậy, mình cũng phân loại nó giống như cái máy phát ha. Phân loại theo cái phương pháp kích từ ha. Con số 10. Rồi, cái phương pháp khởi động động cơ một chiều. Thì đó là những cái nội dung chính mà mình cần phải nắm nha em. Mình phải nắm để mình hiểu được về các cái máy điện này. Đây là những cái nội dung cơ bản cần phải nắm ha. Rồi, mình có thắc mắc gì về các cái câu câu hỏi này không em? Những cái này thì mình lặp lại các cái bài giảng ở trên lớp ha, thì coi lại các video hôm trước giờ học online, thì mình coi lại video để mình trả lời. Em có thể tham khảo thêm trong sách trả lời các câu hỏi này. Những câu hỏi này thầy sẽ gửi lên trên Classroom ha, làm mà nộp lại giùm thầy. Thầy sẽ kèm thêm một số bài tập nữa. À không, bài tập cái trách nhiệm thì chắc thầy gửi cho mấy đứa tự làm thôi, không cần nộp lại cũng được. Còn cần sửa thì có thể inbox hỏi thầy ha, hoặc là gửi lên trên nhóm Zalo máy điện cũng được, hỏi riêng cũng được mà hỏi lên nhóm cũng được tùy ha. Thì cái phần trách nhiệm thầy sẽ gửi cái bộ đề cho mấy em tự làm ha, tất nhiên là thầy sẽ không có để đáp án ha, tự làm rồi gặp khó khăn gì đó thì hỏi, mình phải tự tìm hiểu kiến thức rồi mình tự trả lời các câu hỏi đó. Có thể kết hợp chung nhau, nhiều bạn cùng cùng làm, cùng tham khảo, cùng cùng trả lời ha. Còn câu nào quý quá hỏi ha, câu nào quý quá thì hỏi. Rồi thì đó là cái nói về cái nội dung, cái này là hầu hết là nội dung lý thuyết nha em. Cái ba cái slide này là nội dung lý thuyết, thầy sẽ gửi lên trên để mình làm. Rồi ngoài ra nó sẽ có một số cái bài tập ôn tập ha. Bài tập ôn tập
về máy điện. Rồi, có lẽ thầy sẽ để thầy còn à, để thầy mở cái bộ đề trắc nghiệm à, thầy hướng dẫn qua rồi cái bộ đề trắc nghiệm một tí. Đây thì nó có rất nhiều cái câu hỏi trắc nghiệm ở đây, thì trong cái này là nó tổng hợp rất nhiều ha, nó còn nữa nhưng mà đây là một phần của cái bộ đề thôi nha em. Cái này trong cái đám này chỉ là một phần của cái bộ đề thôi. À, rồi nó có cái phần bốn cái câu bài tập ở bên dưới này nữa. À, còn cái phần bài giải dưới thì thầy sẽ xóa nha, phần bài giải dưới này thầy sẽ xóa. À, thì cái bộ đề này thầy sẽ gửi lên trên Classroom cho mấy đứa đào về. À, gửi lên Zalo cũng được, mấy đứa đào về là à. Thì bây giờ thầy hướng dẫn sơ sơ về các cái, coi như thầy giúp mình làm một số câu đi ha, vậy ha. Rồi, thì ở trong này nó có nhiều phần á, nó lộn xộn nha, sắp xếp lộn xộn, tương đối lộn xộn á. Rồi, ví dụ như tốc độ rotor của cái máy điện không đồng bộ được tính theo công thức nào? À, thì à, cái này bắt buộc mình một là phải nhớ công thức, à, thuộc cái công thức thôi. À, tốc độ của rotor, à, phân biệt để à, chứ không phải là tốc độ từ trường quay ha. Thì tốc độ rotor nó là 60 nhân F chia B, này là tốc độ của từ trường rồi. À, hoặc là 60 F chia 2B, là công thức này tầm 7 ha. À, của rotor thì nó có nhân thêm 1 trừ S nữa, à, hệ số trường. Vậy thì cái biểu thức đúng là cái câu C này ha. 60 nhân F chia B nhân cho 1 trừ S. Thì công thức này nếu mình thuộc lòng luôn thì cũng được. À. Còn không, mình nhớ hai công thức ha. Một là công thức tính cái tốc độ từ trường. Rồi, từ tốc độ từ trường mình nhân với 1 trừ S thì ra tốc độ của rotor. À. Rồi. Rồi, câu thứ hai, trong các động cơ sau. Cái này ra nó là tổng hợp kiến thức ha. Mấy em phải coi lại hết các kiến thức thì mình mới làm nó mới ok được. À, dù trong các cái động cơ sau, động cơ nào khởi động bằng phương pháp đổi nối xa tam giác? Rồi, nguồn điện là 380V. Thì cái động cơ mà muốn chạy bằng phương pháp đổi nối xa tam giác á, thì khi khởi động, tại vì cái động cơ này nguồn là 380 ha. Khi khởi động nó sẽ ở chế độ làm sao? Và khi chạy tam giác thì là nó chạy chạy thường xuyên liên tục luôn á. Thì động cơ nó sẽ có hai kiểu đấu,
ở dưới đây đáp án này, động cơ nó sẽ có hai kiểu đấu ha. Ví dụ A là 220 xẹt 380, nghĩa là sao? Nghĩa là động cơ này nếu đấu hình tam giác thì nó chạy điện áp 220. Đấu hình sao nó chạy điện áp 380. Rồi, mà cái động cơ của mình á là động cơ chạy đổ nước tam giác thì bắt buộc quá trình chạy nó là phải chạy tam giác ha. Thì nếu mà cái động cơ ở câu A quá trình chạy nó là chạy tam giác thì điện áp cấp nó là phải là 220 đúng không? Nhưng mà ở đây cái nguồn nó là 380. Vậy thì không có xài được, đúng nhá. Động cơ mình đã chạy bình thường ở chỗ tam giác ha. Tam giác thì phải cấp điện 380 cho nó. Thì mình coi này 220 là không được. Cái này 127 càng không được ha. Cái câu C này. Cái này chạy tam giác 380 này, chạy sao là 660. Nếu chạy hình sao chế độ chạy mà chạy đấu hình sao chạy liên tục bình thường là 660 ha. Thì động cơ này khi khởi động á, điện áp 380 cấp vô thì nó đấu hình sao thì cái điện áp nó sẽ nhỏ hơn cái mức 660V này à, thì cái động cơ nó sẽ được giảm cái điện áp cấp vô, nó chạy chế độ sao á, điện áp nó sẽ thấp à, thì nó không có cái điện áp này thấp thì nó chế độ hình sao thì cái điện áp cấp cho động cơ nó thấp hơn định mức á, nên là cái dòng điện khởi động nó sẽ giảm à, giảm đi 3 lần à. Còn khi chạy bình thường nó chạy tam giác thì điện áp định mức nó là 380 là đúng điện áp nguồn à. Thì cái này là chọn câu C luôn à. Thì tiếp theo á, giải giải vài câu thôi nha mấy em, giải tiêu biểu vài câu, lát nữa mình phải tự giải hết à. Thì mỗi câu như vậy mấy em giải thì mấy em phải phải tìm hiểu, nếu giả sử mình không mình tập vô mình biết có nghĩa là kiến thức đó mình đã nắm rồi, nhưng mà những câu nào mình không biết thì mình phải lật lại tìm được coi à, tại sao, chứ không phải là lúc đó chạy đi hỏi đáp án ABCD để đánh vào nha mấy em, chú ý nha. Mình giải trắc nghiệm đồng thời mình ôn lại kiến thức luôn ha. Cái này thì trắc nghiệm này thì mấy đứa tự giải, thầy không có chấm, không có chấm, thầy chấm cái thầy sẽ cho bài tập tự luận mình làm ha, với các cái câu câu lý thuyết tự luận làm nộp cho thầy. Rồi câu số 3 à, đối với động cơ không bộ 3 pha rotor dây quắn, nếu nối tiếp một bộ điện trở vào dây quắn rotor thì mục đích dùng để làm gì à, động cơ rotor dây quắn mà nối một cái bộ điện trở vào thì mục đích làm gì à, câu A điều chỉnh tốc độ đúng không à, coi lại coi thử cái động cơ rotor dây quắn điều chỉnh tốc độ có phương pháp là điều chỉnh bằng bằng cách thêm điện trở phụ không à, lặp lại coi à, có nha à, điều chỉnh bằng tốc độ bằng cái điện trở phụ à. Rồi câu B giảm y khởi động có giảm không à, trong phương pháp mở máy có dùng điện trở phụ nối vào rotor để giảm y khởi động không à, có đúng không. Rồi câu C tạo moment khởi động lớn, cái này cũng đúng ha. Tại vì khi gắn thêm điện trở phụ vô đối với cái rotor cái độ cái động cơ rotor dây quắn, khi mà gắn điện trở phụ vô thì nó sẽ làm thay đổi cái độ trượt tới hạn, cái độ trượt S tới hạn ha, thì mình sẽ điều chỉnh cái điện trở phụ nối vô để khi khởi động thì cái độ trượt tới hạn nó nằm ngay cái điểm khởi động luôn, ngay cái chỗ tốc độ bằng không là độ trượt, nó là độ trượt tới hạn, thì lúc đó cái moment khởi động nó sẽ là lớn nhất ha. Thì đó mình phải coi lại những kiến thức liên quan tới cái phần à, điện trở phụ nối vào rotor của cái động cơ rotor dây quắn à, thì mình sẽ thấy là à nó có cả ba cái tác dụng này luôn à, vậy thì câu này là cả ba đều đúng à, câu D à, lưu ý không phải là mấy em đi thi thấy câu nào cả ba đều đúng đều đánh nha, có nhiều câu nó cũng có cả ba đều đúng nhưng mà nó không có đúng à, hoặc là cả ba đều sai à, thì những câu như vậy nhiều khi nó không có đúng đâu, không phải lúc nào nó cũng đúng à, câu D như vậy nha. Thường hôm trước mấy thầy nói ra đề hạn chế cái câu mà tất cả đều đúng hay là tất cả đều sai đó, có thể trong đề sẽ bỏ ra những cái câu nó thay, có thể thay một cái đáp án khác vô, thay một đáp án khác vô. Rồi câu 4, đây là nguyên lý của cái gì à, cái bộ này là cái bộ gì thì mấy em phải coi lại. Rồi, thì đây là cái bộ gọi là bộ biến đổi AC. Biến đổi này là nó biến đổi cái gì? Hôm trước thầy có nói rồi. À. Cái bộ này gọi là bộ biến đổi điện áp xoay chiều. À. Nó cắt cái sóng điện áp ha. Đáng lẽ điện áp hình sin ha. Thì cái bộ này nó sẽ cắt cái sóng hình sin đi. Nó không còn là nguyên cái hình sin nữa mà nó bị cắt bớt một phần nha. Thì cái bộ này gọi là cái bộ biến đổi điện áp xoay chiều. Thì cái mục đích bộ này là nó giảm cái điện áp để cấp vào cho cái stator của động cơ không bộ khi khởi động á, giảm điện áp cấp vô cái động cơ à.
Thì cái bộ này nó gọi là bộ khởi động mềm. À, khởi động mềm là tên tiếng Việt ha. Còn tên tiếng Anh nó là bộ soft starter. Soft là mềm ha. Starter là khởi động. À, bộ khởi động. Thì cái này là bộ khởi động mềm. À, thì câu A và câu C là đều đúng. Câu chắc. Đi. Thì các bạn chưa tắt mic ha. Nghe tiếng Trần Vĩnh Tuấn này. Tuấn vô tắt mic này. Đó, thì mỗi cái câu mấy em được làm mấy em tìm hiểu lại về kiến thức ha, nếu mình chưa nắm được. Đó. Nếu ở trên lớp thì có thể thầy sẽ chỉ định mời bạn đứng trả lời rồi giải thích ha, nhưng mà ở đây có lẽ nó cũng hơi khó. Thì thôi cho mấy em tự làm nha. Gặp khó khăn gì thì lên Zalo hỏi cũng được ha. Hoặc là đây gửi lên Classroom hỏi cũng được, nhưng mà cái Classroom thì thầy ít online hơn, Zalo thầy thường online hơn ha. Rồi, đó, ví dụ như cái khởi động động cơ ba pha phương pháp đổi nó sao tam giác thì dòng điện khởi động sẽ như thế nào, à, giảm ba căn ba hay là giảm căn hai hay là giảm hai hay là giảm ba lần đó, coi lại kiến thức trả lời thử ha. Thì à, các câu này thì nó sẽ có nhiều cái mức độ, có câu nó dễ, câu nó sẽ tương đối là nó khó ha. Thì nhiều lắm nên là mấy em sẽ tự làm tiếp ha. Những cái câu mà nó có tô vàng này á, tô vàng này không phải nhiều khi không phải đáp án đâu nha, đừng để thầy sửa hết luôn cho nó tránh lại hết đi. Rồi ví dụ như đưa cái hình này hỏi cấu tạo của cái gì đây, cấu tạo cái gì của động cơ phân bổ beta à, nó là mạch từ stator hay là dây quấn stator hay là dây quấn rotor hay là mạch từ rotor thì cái này là cái lồng sắt đúng không, lồng sắt. Lồng sắt này là các cái thanh, này là các cái thanh thanh dẫn này, hai đầu là hai cái vòng ngắn mạch này. Vậy thì đây là cái dây quấn của rotor đúng không, gọi là dây quấn nhưng mà nó là các cái thanh dẫn ha, thanh dẫn điện nhưng mà nó gọi là dây quấn, dây quấn rotor lồng sắt đó. Đó là cái lồng sắt này đó. Còn mạch từ là cái lõi sắt ha, mạch từ nó là lõi sắt thì nó sẽ có rất nhiều câu trong này em. Cái đề này thầy sẽ gửi cho mấy em à, tự làm nha. Đề thi thì sẽ bóc một phần ở trong này đó à, sẽ có khá nhiều câu ở trong này thì mấy đứa cố gắng tự làm hết, tự giải nha. Gặp câu nào tìm hiểu lại kiến thức rồi trả lời à. Gặp câu nào mà khó khăn quá thì hỏi ha. Nếu mà tra không ra thì không ra thì hỏi. Nhưng mà thầy nghĩ là những cái kiến thức này mấy em, một là mình coi lại các cái bài giảng ha, coi lại các cái nội dung mà mình ghi trên lớp với các bài giảng online ha. Rồi nếu mà tìm không ra nữa lên Google tra nó cũng ra đây. Tự tìm hiểu là chính nha. Đừng có hở câu nào cũng hỏi thì không được ha. Hỏi nhiều quá thầy sẽ yêu cầu, câu nào mà đơn giản quá thì hỏi thầy cũng sẽ yêu cầu tự tự tìm hiểu ha. Chỉ những câu nào mà thật sự là nó hơi khó khó tra, hơi khó tìm hiểu thì thầy sẽ để giải đáp ha. Còn không thì mình tự làm ha. Nó có tổng cộng là một, cái này là chỉ là một phần của cái ngân hàng đề thôi nha em, chứ không phải là tất cả đâu nha. Nhưng mà cái phần này là tương đối là ok rồi ha. Làm được hết các phần này là cũng mình cũng nắm ôn lại được khá là đầy đủ kiến thức ha. Với lại trả lời cho thầy cái các cái câu lý thuyết này nè, các câu lý thuyết này, cái phần trắc nghiệm thì mấy em tự làm rồi, thầy không có hỏi lại cái đó ha. Cái phần trắc nghiệm này không có yêu cầu mấy em phải nộp ha. Nhưng mà cái phần này là bắt buộc là phải nộp nha, phần lý thuyết cơ bản của các cái máy điện này ha, là mình phải nắm phải nộp, làm và nộp lại ha. Cái này phần này thì tính điểm. Còn phần trong cái trắc nghiệm Nộp này hết lý thuyết của lại, em nộp hết mấy bốn cái slide lý thuyết luôn thầy. cái này có mỗi khoảng mấy mỗi cái phần có khoảng 10 câu ha, thì mình tóm tắt các cái nội dung về các cái này, ví dụ như khái niệm máy điện là gì ha? Thì mấy em chỉ cần trả lời vắn tắt một câu là gì,
Máy điện là các cái thiết bị mà nó gồm có mạch điện và mạch từ liên hệ với nhau ha. Máy điện nó được ứng dụng rất là nhiều trong đời sống, trong công nghiệp ha. Thì cũng đơn giản vậy thôi. Rồi ví dụ phân loại máy điện thì vẽ được cái sơ đồ phân loại máy điện ra, gồm có máy điện quay, rồi trong máy điện tĩnh thì cũng có máy biến áp ha, máy điện quay thì nó có gì vẽ ra. Đó, những cái câu này thực ra mỗi câu này trả lời khoảng tầm làm trong vòng khoảng 5 phút là xong một câu rồi, rất là nhanh thôi. Mấy câu này lý thuyết không, không có gì hết. À, ví dụ như giản đồ năng lượng thì mình vẽ cái giản đồ ra. À lưu ý nè, cái chỗ ví dụ như giản đồ năng lượng này thì mấy em phải vẽ cái giản đồ ra, rồi phải lý giải công suất trong giản đồ đó B1 là gì, B B2 là gì ha, rồi delta BCU, delta BFE là gì. Rồi ghi cái công thức liên quan tới cái giản đồ năng lượng đó. Ví dụ như B1 thì nó bằng gì? U căn 3 UI có phi á, UI có phi đó. Rồi B rồi delta BCU thì nó bằng gì? Tính công thức nó như nào? Delta BCU 1, delta BCU 2 à. Đó. Thì trên cái giảng, tại vì hôm bữa cái bài giảng thầy có đã ghi rất rõ hết các cái đó rồi. Giờ lật ra coi lại thôi. Còn đứa nào mà không có bài ráng chịu ha, chứ giờ thầy cũng đâu đâu cái được. Chờ mấy đứa chờ thầy tí. À, em nghe nè. Dạ đúng rồi, xong rồi. Dạ. Thì các cái câu hỏi này mấy đứa trả lời ngắn gọn nhưng phải đầy đủ nha mấy em, ngắn gọn nhưng phải đầy đủ ha. Ví dụ như đó, đây đó, ví dụ nha, ví dụ như là cái mạch điện thay thế máy ngắt thì mình vẽ cái mạch điện thay thế ra, ghi chú lên R1, X1, R2, 2 phẩy gì đó ha, rồi phải ghi rõ ra. Ví dụ R1 là điện trở dây quấn cuộn dây quấn sơ cấp ha, X1 là cảm kháng dây quấn sơ cấp ha. Rồi RMXM là gì, trở kháng tương đương quy đổi của mạch từ gì đó ha. Thì mình ghi rõ ra chứ không phải vẽ cái hình không mà không ghi chú gì hết á. Giản đồ năng lượng vậy, vẽ cái giản đồ ra ghi chú lại các cái thông số công thức tính các cái giá trị trên giản đồ ghi ra nè, làm nó ngắn gọn nhưng mà phải đủ ý nha em, ngắn gọn nhưng mà đủ ý ha, chứ không phải ghi vẽ cái giản đồ ra không không có ghi chú không giải thích gì hết thì không được. Rồi ví dụ các chế độ làm việc máy ngắt thì chế độ làm việc không tải thì mình vẽ cái sơ đồ lúc làm việc không tải ra, khi không tải thì cái mạch nó như thế nào. Chế độ không tải máy ngắt thì cái nhánh mà thứ cấp á, là nó hở mạch là nó không có dòng điện, thì cái sơ đồ nó chỉ còn là cái nhánh nhánh mạch phía sơ cấp với lại cái nhánh mạch từ thôi, còn R1 X1 với RMXM thôi ha. Thì vẽ cái sơ đồ ra lúc máy làm việc không tải thì sơ đồ tương đương này, rồi khi làm việc không tải thì các cái thông số ví dụ như R0 X0 thì tính như thế nào ghi ra, trở kháng không tải. Đó, thì mình các cái chế độ làm việc này thì mình vẽ được cái dạng sơ đồ ra rồi ghi các công thức liên quan ha. Thì cái bài học mình nắm được cái gì ở các cái phần này thì mình tóm tắt nó lại những cho nó đủ ý ha, cho đầy đủ cái ý ha. Được không em? Nè. Thì đó là cái nội dung về cái phần lý thuyết ha, phần lý thuyết như vậy. Ba cái phần nha. Máy biến áp ha, động cơ không bộ và máy điện một chiều. Rồi. Tiếp theo là cái nói về cái phần bài tập tự luận đi ha. Bài tập tự luận thì ở trong này nó có bốn cái câu, bốn câu này ha, bốn câu này là bốn câu để mấy em ôn thôi ha. Nhưng mà khi mà thi á thì nói chung nó cũng xoay vòng trong, nói đơn giản là cũng xoay vòng trong này, có thể nó sẽ thay đổi tí không em, không phải giống như hồi nãy. Cái Là này giống là bốn câu dạng vậy hả thầy? Để sai thầy hỏi. Thì mình thi là cái dạng tự luận là nó cũng dạng vòng bốn câu này đúng không thầy? không không chưa chắc à. Nó để thầy sẽ cho thêm một số các cái dạng mà nó liên quan trong cái đề thi. Cái này chỉ là lưu ý, cái này là cái của
cái đề cũ của năm 2018, em lưu ý nha. À, đề cũ 2018, năm nay không chưa chắc đi ra lại những cái câu này, lưu ý giúp thầy. Đừng học thủ năm này rồi xong thi không trúng, chết, ráng chịu, thầy không biết Những nha. cái dạng đó thầy phải dạng giống À, vậy. rồi, dạng dạng thì những cái dạng này là những cái dạng mình đã làm rồi, nhưng mà thầy sẽ đưa thêm một số các cái dạng. Hôm trước thầy đã ôn cho mình cái phần phần máy biến áp với cái phần động cơ không bộ, bữa tính kiểm tra, mấy em nhớ không? Bữa tính kiểm tra, tính qua buổi sáng. À, cái bữa mà trước khi kiểm tra thầy có ôn lại cho mấy đứa đó, những cái dạng về động, máy biến áp, động cơ không bộ thầy có ôn đó à. Thì những cái dạng đó là những cái dạng cơ bản, thì những cái đề, những cái câu trong đề thi nó cũng vòng vòng những cái dạng đó thôi. À, thì thầy sẽ gửi đầy đủ hơn, chứ còn cái này nó bốn câu này chưa đủ đâu nha, để thầy gửi thêm. Cái này là giống như là cái đề của cái đề cũ của năm 2018 á, gom mấy câu lại à. Rồi thì ở đây thầy nói sơ một số dạng này, cách giải như thế nào. Ví dụ đây nó cho một cái máy biến áp, à máy biến áp có thể cho ba pha mấy đứa. Hôm trước là hình như kiểm tra thầy cho một pha ha, cho một pha, nhưng mà nếu cho ba pha thì cũng phải biết cách xử lý ha. Hôm trước cái phần bài tập, giải bài tập thì có nói chỗ ba pha thì giải quyết như thế nào đó. À, thì nếu mấy đứa làm mà gặp khó khăn thì inbox hỏi thầy. Ừ. Rồi ví dụ cho mấy ngáp ba pha này, S định mức, cho S định mức, cho U1, U2, à, cho B ngắn mạch, cho U ngắn mạch, à, cho các cái thông số cơ bản. Rồi thì yêu cầu tính UNX, UNR. À, cái này cái UNX, UNR. Cái đáp án cho mình. Cái UNX, UNR đây nó sẽ có tính, nó có cho mình chỗ này phải nói cho mấy đứa một tí. Tại cái công thức này thầy hôm trước thầy không có đưa. À, công thức này hôm trước thầy không có đưa. Rồi. À. Cái UNX này. Mấy đứa có các tôi ghi lại dùm thầy công thức này đi. À. Đối với cái máy biến áp á, thì cái UNR phần trăm mình có thể tính bằng B ngắn mạch chia cho 10 nhân cho S định mức. Cái này công thức này thầy chưa đưa ha. Mấy đứa có thể dùng công thức này. Công thức này do thầy chưa có được. Thầy chưa đưa nên là thầy chiếu cho mấy đứa cái chỗ này luôn. Cái UNR á, điện áp ngắn mạch mà gọi là phần phần trăm điện áp ngắn mạch của phần tác dụng á, phần tác dụng á, thì cái UNR nó sẽ bằng B ngắn mạch chia cho 10 nhân cho S định mức. À. Rồi. Còn cái thành phần điện áp UNX à, thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của UNR trừ cho trừ UN trừ cho UNR bình phương. À. UN là điện U ngắn mạch á, UN là 4,1%. Phần trăm nha mấy em. UNR nó là 4,1, UNX nó là 1,05. Cái dấu phần trăm thì mình lấy ra ngoài, mình đừng để trong dấu căn chị. Thì cái công thức đó là công thức do hôm trước thầy chưa giới thiệu, thì thầy đưa tôi cho mấy đứa để mấy đứa giải câu này. Rồi còn cái phần còn lại thì tính nó cũng tương đối đơn giản ha. Tiếp tục mình tự tính. Dù khi gắn tải vô thì công thức tính cái độ sụp áp khi gắn tải vô nó như nào biết rồi đúng không? Công thức tính cái độ sụp áp khi gắn tải vào. À, rồi tính hiệu suất cực đại, có công thức luôn rồi. Hiệu suất cực đại khi nào, coi lại công thức để tính nha mày. Nè, này tự lật ra coi tính. Rồi cái câu số 2, câu số 2 là về cái động cơ một chiều ha, động cơ một chiều. Rồi động cơ kích từ song song, đó cho B, cho U, cho tốc độ, cho hiệu suất, cho điện trở phản ứng. À, rồi điện trở cùng kích từ. Yêu cầu tính các thông số Y định mức, Y kích từ, Y ứng, Y mở máy. À, thì để tính được các cái giá trị này thì mấy em phải nên vẽ cái sơ đồ ra. Mấy em lưu ý ha. Mấy em thuộc cái công thức cũng được, nó có các phương trình của cái động cơ một chiều á, à, có các phương trình. Nhưng mà thầy khuyên là không nên thuộc lòng các cái phương trình này, tại vì mấy em thuộc cái phương trình mà mấy em không hiểu mấy em sẽ làm không có được.
Thì mấy em phải vẽ cái sơ đồ ra, vẽ cái sơ đồ ra. Thì vẽ cái sơ đồ ra. Người ta cho mình là cái máy. Bài này người ta cho là cái động cơ một chiều kích từ song song. Thì mình vẽ cái sơ đồ ra. Động cơ một chiều kích từ song song thì mình sẽ cấp nguồn vào. Ví dụ thì cấp cái nguồn vô. Nguồn đây. Kích từ song song thì nó sẽ cái phần đầu tiên là cái phần ứng ha. Phần ứng này này thì vẽ riêng cái điện trở phản ứng ra, rồi cái sức nặng phản ứng, đây thì vẽ đơn giản ha. Còn cái hình hôm trước nó vẽ tương đối là thì cái này là R ứng này, điện trở cái dây quấn phản ứng R ứng này, E ứng này, E ứng là cái sức điện động phản ứng, sức phản điện động đối với động cơ nó gọi là sức phản điện động. E ứng thì cộng trên này trừ ở dưới này. Rồi cái này là gọi là R điều chỉnh nè, cái biến trở để điều chỉnh cái dòng kích từ á, R điều chỉnh. Rồi cái này là R kích từ song song, R kích từ. Đó. Thì đây là cái mạch động cơ. Động cơ thì mấy đứa lưu ý dòng điện I này là I I ngã vào này, I nguồn cấp vô này, này gọi là I. Cái này gọi là I ứng, I ứng là phần dòng điện nó chạy vô phần ứng. Thì mấy đứa để ý cái động cơ thì chiều dòng điện nó từ nguồn nó chạy vào I ứng nó sẽ chạy từ trên nó chạy xuống phần ứng này. Máy phát thì dòng điện nó chạy ngược lại nha mấy em. Rồi, cái này là I kích từ song song này. Đó. Thì mình vẽ cái sơ đồ này ra. Mấy đứa phải vẽ sơ đồ ra thì mấy đứa dễ dễ giải ha. Chứ đừng không cần thuộc công thức. Vẽ được sơ đồ này sẽ giải được. Rồi, bây giờ người ta hỏi gì? Y định mức, y kích từ, y ứng, y mở máy. Rồi. Thì ở đây y định mức mình sẽ tính được, tại vì động cơ mình đã có u định mức rồi. U mức 220, b định mức là 20 kW. Vậy tính được y không? Y định mức ha, y định mức là dòng điện cấp vô động cơ á. Y này gọi là y định mức này. Y định mức nó sẽ bằng b chia cho u, đơn giản à. Rồi, tiếp y kích từ. Y kích từ là dòng điện kích từ chạy trong nhánh này nè. Thì Y kích từ nó sẽ bằng U kích từ chia cho điện trở của cái mạch kích từ này. Đúng không? Mà U kích từ chính là U nguồn luôn, U định mức luôn á. Tại vì kích từ song song á, kích từ song song thì mình có U nguồn này nó bằng U kích từ đúng không em? Thì mình sẽ tính được Y kích từ song song nó sẽ bằng U nguồn chia cho điện trở mạch kích từ. Thì đối với mạch kích từ ở đây nó không có nói R điều chỉnh Thì mình coi như R điều chỉnh này nó bằng không đi. Không nói thì mình trả bằng không. Rồi. R kích từ nó ra là 44 ohm. Cái này 44 ohm. Vậy thì mình sẽ tính được Y kích từ nó bằng 220 chia cho 44 ha. Được chưa? Rồi. Tiếp theo là tính gì? Y y ứng. Y ứng thì mình sẽ dùng ứng bật tắt mic. Bài tắm coi. Rồi. Cái y ứng thì mình không thể tính trực tiếp được ha, mà mình phải dùng y định mức này trừ cho y kích từ. Trong mạch mình nó có mình mới tính y định mức trước rồi, tính được y kích từ rồi thì lấy y định mức trừ y kích từ nó sẽ ra y ứng. Nó chính là phương trình cân bằng dòng điện á. Thay vì mình nhớ cái phương trình thì mấy em nhớ giùm thầy cái sơ đồ này thì mấy em sẽ nhìn vô mấy em sẽ tính được liền. Y y ứng mình chưa có nhưng mà mình có y y định mức rồi, có y kích từ rồi thì suy ra được y ứng nó sẽ bằng y định mức trừ cho y kích từ, đúng không? Nó đơn giản ha. Rồi, dòng điện mở máy. Thì đối với cái trường hợp khi mà mở máy á thì cái E ứng này nó sẽ bằng không. Em nhớ khi mở máy thì E ứng nó bằng không ha. E ứng thì không thì lúc này Y mở máy nó sẽ bằng gì? Công thức mình có Y mở máy nó sẽ bằng U U nguồn chia cho R ứng. Chia cho R ứng. Rồi, vậy thì mình sẽ tính được ngay dòng điện Y mở máy. Đó. Đơn giản.
Rồi, moment. E ứng định mức, B định mức ha. Moment định mức. Moment thì bằng B chia cho omega. Đó công thức hết rồi em. Hoặc là B chia cho 9,55 B chia cho N. 9,55 là cái hệ số B, công suất là đơn vị là watt, N tốc độ là vòng trên phút, thế vô thì có moment nha. Thầy nói vậy mấy em có nắm được cách làm hay được hay là cần phải ghi ra nữa? Nó lại cái moment đi thầy. Moment thì mình có công thức là B đó bạn. Moment công thức tổng tính giống như của cái máy điện không đồng bộ á. Moment nó sẽ bằng gì? 9,55. Công thức là 9,55 này nhân B chia cho N, B định mức chia cho N, B là tốc độ ha. Chia cho N là tốc B là công suất, chia cho N là tốc độ quay. Thì ra cái moment định mức đơn giản ha. Rồi, tiếp theo tính cái E ứng này. E ứng thì E ứng mình sẽ có cái phương trình trong cái mạch mạch E mạch phản ứng này. Phản ứng là mình có sẽ có U nguồn, này là U ha. U nguồn thì nó bằng E ứng cộng R ứng E ứng đúng không? Cái mạch vòng này nè, cái phương trình cân bằng điện áp trong cái động cơ là gì? U bằng R ứng E ứng. E ứng cộng cho R ứng nhân E ứng. Điện áp nguồn thì nó bằng tổng của cái sức phản động cộng với xung áp ở trên điện trở R ứng này. Thì mình đã có U rồi, có R ứng rồi, có E ứng rồi, E ứng định mức rồi, thì mình sẽ suy ra được E ứng, được không? Đó, mình viết cái phương trình kích xót cho cái vòng này nè. Còn không theo công thức cũng được, công thức thì thuộc công thức cũng được. Còn không nhớ nhìn cái mặt vòng này mấy em sẽ thấy là gì? U U là điện áp nguồn cấp vô á, nó sẽ bằng E ứng, E ứng cộng E ứng, E ứng. Cái công thức này là cái phương trình cân bằng điện áp. Cái slide bữa thầy chiếu thầy có nói phân biệt máy áp, máy phát với động cơ á. Động cơ thì chỗ này là dấu cộng, E ứng cộng E ứng, E ứng ha. Còn máy phát thì chỗ này là dấu trừ, còn nhớ không? Thì cái câu tính E ứng này thì mình có U rồi, U là mình là 220 nè. R ứng là 0, R ứng ở đây người ta cho 0,1 này ha. Y ứng thì hồi nãy mình tính rồi, Y ứng là tính ở câu A. Được không? Thì mình sẽ suy ra được E ứng, xuất động hiệu ứng, đơn giản ha. Đó. Rồi, B điện từ. B điện từ thì nó bằng E ứng nhân cho Y ứng. Công suất điện từ nó bằng cái sức phản động nhân với cái dòng điện Y ứng. Đây E ứng nhân Y ứng nó sẽ ra B điện từ, được không? Thì chủ yếu là mấy em thuộc công thức để mấy em giải thôi nha. B điện từ nó sẽ bằng E ứng nhân cho Y ứng ha. Máy này chủ yếu thuộc công thức làm thôi. Còn chưa thuộc thì dở vỡ lại coi tiền công thức giải ha. Đi thi thì bác buộc mấy em phải thuộc công thức nha mấy em. Chứ đi thi không được sử dụng tài liệu đâu ha. Đi thi không sử dụng tài liệu nha, môn này không sử dụng tài liệu. Đó. Thì cơ bản làm hai câu này là những cái thông số cơ bản là tính rất là dễ, tính được là cũng được nửa số điểm rồi, 3 điểm thì được điểm rưỡi rồi ha. Có khi được 2 điểm á, câu này 3 điểm thì cái phần hai câu đầu là được, nếu mà đề dễ thì nó cho 2 điểm, đề khó thì có thể đến 1 điểm rưỡi rồi. Giờ bây giờ hỏi mở máy cần mát nối tiếp trên mặt phản ứng để giới hạn cái dòng mở máy sang dòng mở máy bằng hai lần dòng định mức. Rồi, thì dòng định mức mình có rồi, dòng định mức tính ở câu trên rồi ha. Bây giờ muốn dòng mở máy bằng hai lần dòng định mức. Như bạn nào chưa thấy. Lê Nguyễn Thành Vinh vậy. Rồi. Thì cái câu C á, mình gắn thêm cái điện trở vô. Mấy em tưởng tượng cái mặt phản ứng này. Bây giờ mấy em gắn thêm cái điện trở vô ha. Thì tính dòng khởi động thì khi khởi động á, lúc mới khởi động á thì cái E ứng này nó bằng 0 nha em. Mình bỏ E ứng đi cũng được. Trong mạch khởi động lúc khởi động thì E ứng nó bằng 0. Bây giờ dòng khởi động nó sẽ bằng gì? Y khởi động đối với cái động cơ một chiều á, y mở máy á. Y mở máy. Khi mà gắn thêm cái điện trở mở máy vô rồi thì y mở máy nó bằng U chia cho R ứng cộng R mở máy. Bình thường không có R mở máy thì chỉ có R ứng thôi.
thì dòng điện khởi động nó sẽ rất là lớn á, tại vì R ứng nó nhỏ. Mấy em thấy R ứng nó chỉ có 0,1 ohm thôi. R ứng có 0,1 ohm mà U tới 220 á, chia 0,1 nó lên tới 2000 A rất là lớn á. Dòng khởi động tới cả ngàn A thì rất lớn. Thì muốn các khởi động dòng nó giảm thì người ta gắn thêm một cái R mở máy vô. R mở máy vô ha, gắn thêm R mở máy vô. R này giá trị nó phải tương đối lớn tí để nó giảm hạn chế cái dòng khởi động xuống ha. Rồi, thì mấy em phải tính cái R này sao để cho cái dòng khởi động nó bằng hai lần dòng định mức. Rồi, vậy hai lần dòng định mức mình sẽ tính được, ví dụ giả sử hai dòng lòng dòng định mức nó là 20 A thì hai lần dòng định mức là 40 A tính được, đúng không? Rồi có U rồi, có R ứng rồi thì suy ra R mở máy thôi, rất là dễ ha. Câu này có khi được nửa điểm ha, đơn giản nửa điểm. Rồi câu này nữa, khi dòng tải thì bằng khi dòng tải bằng 0,5 Y định mức tính E ứng ha, thì tương tự. Khi có dòng tải rồi, Y tải có rồi ha. Có Y tải ha, bằng 0,5 Y định mức, có nghĩa là có dòng điện này, này ha. Bây giờ người ta hỏi là tính Y ứng ha. Thì mình sẽ dùng các cái phương trình ở trong cái máy điện á, à, ví dụ như Y tải nó sẽ bằng Y ứng cộng Y cách từ, à, được, tính được, à, rồi Y cách từ thì mình sẽ biết được Y cách từ là bằng bao nhiêu rồi. Y cách từ này nó không thay đổi nha mấy em, tại vì máy cách từ song song thì Y cách từ nó không đổi, lưu ý Y cách từ nó không đổi ha. Có nghĩa là em dùng lại cái Y cách từ ở trên kia, à, Y bằng 0,5 Y định mức. À, bây giờ Y cái từ không đổi thì mình sẽ tính lại cái Y cái từ nó không đổi ha, thì mình sẽ tính lại cái Y ứng. Có được Y ứng rồi mình sẽ tính được cái sụp áp trên Y ứng. Y ứng lúc mà dòng 0,5 Y định mức ha, thì Y ứng nó bằng bao nhiêu. À, rồi có Y ứng thì tính được sụp áp trên này. Có sụp áp này thì mình lấy U mình trừ cái R ứng Y ứng lúc mới á, thì nó sẽ ra được E ứng tương ứng. Được chưa? Thì nó dựa trên cái mặt giống như giải cái mặt điện, giống như giải cái mặt điện thôi, mặt rất là đơn giản thôi. Thì đó là dạng cái bài tập một chiều. Bài tập một chiều nó cũng không có khó, không có khó. Dạ thì mấy đứa nãy giờ thầy hướng dẫn cái bài một chiều, tại vì bữa trước giờ mình chưa có giải các cái bài tập máy điện một chiều ha. Thầy sẽ hướng dẫn kỹ cái bài này nha. Bài này thầy hướng dẫn nãy giờ là hướng dẫn khá là kỹ rồi ha. Thì mấy đứa tự à sao R ứng tìm sao thầy? R ứng hả? R ứng đề nó cho rồi mà, điện trở phản ứng 0,1 ohm này. À, để cho 0,1 ohm đây mà. Thấy không? Dạ. Rồi. Thì nãy giờ thầy hướng dẫn rất kỹ để làm cái câu số 2 này rồi nha em. Thì cái bài tập máy điện một chiều thì nó những cái dạng nó tương tự như vậy. Nếu nó không phải là máy kích từ song song mà nó là máy kích từ độc lập hoặc máy kích từ nối tiếp thì mấy em cũng vẽ cái sơ đồ ra như thế này. Vẽ sơ đồ ra rồi tìm dòng điện, điện áp trên các phần tử ha. Giống như giải một cái mặt điện thôi. Cái đề máy điện một chiều á, bài tập tính toán các dòng áp trên này nó giống như giải cái mạch điện mình học ở cái môn lý thuyết mạch ấy, mà nói mạch này dễ hơn, mạch nó dễ hơn á, nên là phải nhớ cái sơ đồ. Thầy nhắc đi nhắc lại là phải nhớ cái sơ đồ của cái máy điện một chiều nha mấy em. Máy kích từ độc lập thì nó như nào, kích từ song song thì như nào, kích từ nối tiếp như nào, kích từ hỗn hợp như nào, thì phải nhớ cái sơ đồ và hiểu được nó ha. Ví dụ như cái máy phát thì cái dòng điện nó chạy từ từ cái phản ứng này nó phát điện ra, nó sẽ chạy ra ngoài rồi nó chạy qua cái mạch kích từ. Còn máy kích từ song song thì nó cái động cơ thì nó lại ngược lại, dòng điện từ cái nguồn mình nó đi, nó cấp vào trong cái phản ứng để nó chạy và nó cấp vào phần kích từ ha. Vẽ cho nó đúng cái sơ đồ thì mình sẽ giải được, nó không có ha. Còn máy điện một chiều mà cái dạng bài toán mà tính toán dòng áp rồi tính toán R ứng, tính toán E ứng rồi đó, Y cái từ Y ứng rồi Y định mức gì đó thì nó không khó, chú ý nha. Mấy em vẽ được cái sơ đồ ra, mấy em hiểu được cái sơ đồ ha, vẽ được nó ra là giải được thôi. Thì nếu chưa hiểu thì mình sẽ coi lại video để mình giải cái bài này thì mình sẽ nắm được ha. Tự giải thì sẽ nắm được. Chứ thầy không có giải sẵn cho ghi đáp án đâu nha. Thầy nói cái hướng giải như vậy, công thức chỗ nào không nhớ công thức lặp lại coi. Ở đây thầy cũng có ghi mấy công thức cho mình rồi. Rồi, thì đó là cái phần bài số 2 ha. Cái bài sau thì để thầy coi thử. Rồi, máy biến áp, bài này máy biến áp ha. Máy biến áp này thì nó cho các thông số gì, không tải này, ngắn mạch này. À đây là người ta đã cho cái thông số thí nghiệm không tải, thí nghiệm ngắn mạch.
IN BN Y0 B0. Cái dạng này mình làm rất kỹ rồi nhé. Dạng này mình làm rất kỹ ha. Rồi yêu cầu tính UN, UNR, UNX. Cái này tính được, đúng không? Không, hết rồi. Cái phần máy biến áp thì hôm trước thì ôn tập trước khi kiểm tra thì ôn rất kỹ rồi ha. À, ôn kỹ rồi nên là không có nói lại nha. Tự lật lại coi ha, tự làm. Rồi tính hiệu suất ở tải. Ở tải trên. À, con thích tính hiệu suất cá rồi, thế vô thôi. U2%. Có nghĩa là độ biến thiên điện áp phần trăm. À, khi hệ số tải 0,5. Cái này mấy đứa có thể sửa thành delta U2 nha. Delta U2 là cái độ biến thiên điện áp. Delta U2 giống phải U2 đâu. Delta U2%. Delta U2 nha. Độ biến thiên điện áp phần trăm. À, còn giả sử người ta không hỏi delta U2 mà người ta hỏi là điện áp ngã ra khi gắn tải vào, thì lúc đó mình sẽ lấy cái U2, mình trừ đi cái delta U2 thì nó sẽ ra được cái điện áp lúc gắn tải vô. À, lấy U2 định mức trừ cho delta U2 thì nó ra được cái U2 lúc gắn tải. Rồi ứng với tải cảm thì mình nhớ là cái sin phi nó dương á. Còn nếu cho tải dung thì sin phi nó âm. Tín hiệu suất. À, câu số 3 rồi, câu số 4, câu này câu số 4 á. À, câu 4 cũng là máy biến áp luôn ha. Rồi, câu 4. Cho máy biến áp 3 pha. À, tập trung vào cái máy biến áp hơi nhiều ha. Rồi, máy 3 pha. U phần trăm. B UNR UNY. À, chắc để thầy hướng dẫn sơ bộ cái giải cái bài này đi. À, nó giống cái câu này nó cũng giống câu. Ủa sao nó giống câu trên vậy ta? Giống y hệt luôn hả? À, giống y hệt thôi. Câu này giống y hệt câu phía trên nha. Câu này giống y hệt câu số 1 này ha. Thật giống thôi. Để thầy bỏ thêm một số cái bài tập khác nữa cho cái này nó hơi ít, nó chưa đủ. Bỏ thêm một số bài tập nữa. Thực ra mấy cái dạng này mình làm nhiều rồi ha. Lớp mình làm. Chỉ có phần máy điện một chiều thì máy điện một chiều để thầy bỏ thêm vài bài. Máy biến áp và pha. À, bài này cũng tương tự nè, làm vài bài cho nó nắm được cái cách làm. Cái dạng bài này nó tương tự cái bài ở trên á, cũng xác định hiệu suất sức vận động. Cái này là động cơ ha, thì cái động cơ này B định mức người ta cho mình là 10 kW, có U định mức, có Y định mức, thì mình sẽ tính ra được cái công suất điện ha. Lưu ý B định mức này là B cơ nha mấy em, còn U định mức này là U, Y định mức này là tính được B điện này. B thì bằng U nhân Y ha, máy một chiều. Rồi có B điện rồi,
À, thì mình sẽ suy ra được hiệu suất tại vì các ca cơ rồi đây. Rồi, sức động phản ứng. Sức động phản ứng thì mấy em vẽ cái mặt ra, mấy em tính toán, tính thử dòng điện trên y ứng, tính y ứng nó bằng bao nhiêu. Giống như nãy thầy hướng dẫn cái bài trên đó. Có nghĩa là mình có y định mức rồi. Mình tính được y cái từ song song. Mấy cái từ song song thì mình có y cái từ song song bằng u nguồn chia cho r cái từ song song ha. Cái cái từ song song có mình có y cái từ song song rồi thì mình suy ra được y ứng. Y ứng nó sẽ bằng y y định mức trừ cho y cái từ song song, được không? À, thì mình suy ra được cái y ứng rồi thì mình sẽ suy ra sụp áp trên r ứng. Là tính được sức động phản ứng. Ha. Câu B nó tính công suất điện từ, nó tính tổng tổn hao. Tính moment. À, thì tương tự ha. Công suất điện từ là lấy e ứng nhân y ứng ha. Tổng tổn hao. Tổng tổn hao thì mình sẽ lấy cái b b b 1 trừ cho b 2 ha. B điện trừ cho cái b cơ. Đơn giản ha, tính những cái thông số cơ bản thôi. Moment đầu trục. Moment đầu trục động cơ ha. Moment thì mình có là moment nó sẽ bằng b chia cho omega hoặc là b chia cho 9,55 b chia cho n ha. Mình thế công thức thôi. Rồi dòng khởi động trực tiếp, dòng mở máy ha. À đó, cái câu này rất giống câu kia ha, mấy em làm tương tự nha, rất giống ha. Rồi một số cái dạng để coi còn cái dạng nào nó tương tương ứng nữa thì chỉ được rồi. Động cơ để cho một bài máy phát đi, nhiều khi nó không cho động cơ mà cho máy phát thì cũng phải làm được nha em. Máy phát thì nó ngược lại cái động cơ ha. Coi các bài là máy phát. Đây, máy phát điện đây. Giả sử cho máy phát điện thì tính gì? Nếu bài này bữa thầy cho bài tập về nhà đúng mấy đứa? Làm chưa mấy đứa, làm chưa? Làm chưa? Ồ, như hôm bữa thầy có hướng dẫn giải chưa? Hướng dẫn giải chưa ta? Bài này bữa cho bài tập mà thầy nhớ. Đó. Nếu nào muốn coi cách giải thì thầy lướt cái slide này, mình lát mình coi video lại, mình coi lại cách giải ha. Mình tìm cái gì? À, máy phát kích từ. Nó có trong sách thầy ơi. À, bài có trong sách à? À, trong sách nó cũng có nhiều bài giải á, mấy đứa coi tham khảo trong sách nha. Này thì nói chung online thì thầy rất là khó hướng dẫn ở trên quyển sách, trên này nó có rồi, mấy cái từ hỗn hợp. Rồi cho mấy phát cái từ hỗn hợp đi. À, tính hiệu định tổng hao định công suất cơ bản. Rồi bài này chẳng hạn ba bài mấy phát. Cho một câu máy phát ha. Đề nó chỉ có một câu thôi nha mấy em. Đề cái phần tự luận nó chỉ có một câu thôi, 3 điểm ha. Thì cái câu này à, cho cái máy phát cái từ hỗn hợp thì mấy em phải vẽ cái sơ đồ ra thì mới giải được ha. Vẽ sơ đồ ra mình nhìn mình dễ giải hơn, các phương trình đó mình khỏi mấy công mình thuộc à. Rồi yêu cầu tính y ứng à, bài này cái từ hỗn hợp thì người ta đã cho mình các cái thông số của cái mạch rồi, mình vẽ cái mạch ra mình giải ha. À, vẽ đó để coi có hình sẵn không. Bị rất lòng. Bị ha. Rồi, thì gợi ý cách giải thôi. Em vẽ cái sơ đồ của cái mạch ra ha. À, nó có nguồn máy phát thì nó sẽ cấp ra cho ngoài cái mạch ngoài bên phải ha. Rồi bên trong thì nó có cái phản ứng phát ra điện qua cái
trở kháng hay rỡn ha. Rồi ra cái mạch trong trong phản ứng nó sẽ có một cái mạch là kích từ song song, rồi nó có một mạch kích từ nối tiếp ha. À, mình có cái phản ứng này, mình nghĩ nhanh hỏi về cái rỡn. Cái rỡn là nó cái rỡn nó mắc nối tiếp với cái phần... Alo thầy ơi, em không nghe gì hết trơn thầy ơi. Alo. Ủa, em không nghe hả? Alo, alo, em nghe chưa? Nghe thầy ơi. Nghe thầy ơi. À rồi. Nó bị lỗi cái mic rồi. Thì cái máy mà kích từ mà hỗn hợp á, thì mình sẽ có cái phần kích từ, nó sẽ có cái phần kích từ song song này, R kích từ song song này, R kích từ song song. Rồi nó cái cuộn kích từ nối tiếp. Rồi nối ra cái tải. Phía này là sẽ là R tải ha. À, tải thì đây là cộng trừ này. Đây là U. Tải nó có điện áp, điện áp phía tải là U ha, U tải. Yeah. À, thì dòng điện nó sẽ đi từ cái phản ứng này. Này là y ứng này ha. Y ứng này nó sẽ chạy qua cái điện trở R ứng, nó có điện trở R ứng nữa mà thầy không có vẽ nha mấy em. Mấy em phải tưởng tượng ha, có cái R ứng nó nằm trong cái mặt phản ứng này. À. Rồi, y kích từ thì dòng y ứng nó sẽ đổ xuống đây, nó chia một phần xuống đây, đó là y kích từ. Y kích từ song song ha. Y kích từ song song. Còn này là y y tải hoặc là y kích từ nối tiếp. Y kích từ nối tiếp nó bằng y tải luôn ha. Đó. Thì mấy đứa vẽ cái sơ đồ ra thì mấy đứa sẽ rất là dễ tính ha. Tính toán rất là dễ. À. Rồi bây giờ người ta hỏi là tìm cái e ứng là điện áp chỗ này nè. Ủa sao các bạn nói nghe gì hết ta? Nghe em nghe bình thường thầy ơi, nghe bình thường mà thôi. Vậy là do mấy bạn nó bị cái mic nó bị cái lo nó bị gì rồi. Alo thầy ơi, thầy coi mic lại thì cái thầy ơi em nghe hết trơn thầy ơi. Ủa? Nghe mà. Alo thầy ơi. Ủa nghe bình thường mà ta. Alo, alo. Vẫn các bạn bình nghe thường sao? Coi chừng bên phía bạn nào đó bị lỗi không chứ không nghe chứ. Chứ thầy nói thì thầy thấy âm thanh nó vẫn vô cái mic. Thầy nói âm thanh nó vẫn vô cái mic bình thường ha. Thầy thấy nó có cái sóng nó nhô lên nhấp xuống chỗ cái mic của thầy mà. Có âm thanh, có vào. Kiểm tra lại cái tai nghe bên em hay cái gì đó ha. À, thì ở đây á đề này cho mình là gì, máy kích từ hỗn hợp có dòng điện phụ tải là 100 A, có nghĩa là mình có dòng điện y kích từ nối tiếp này là chính là y tải là 100 A rồi. À, thực ra đây là như giải cái mạch điện thôi nha em, giải mạch điện thôi, có 100 A đây. À, rồi cái u ngã ra, điện áp ngã ra là 220, mình có u này 220 rồi. À, em như giải một cái mạch điện ha, có điện áp, có dòng điện tải, có dòng điện kích từ nối tiếp 100 A. À, dòng điện tải chính là dòng kích từ nối tiếp ha. Thì mình sẽ tính được cái điện áp hai đầu này, điện áp chỗ này này, chỗ đây với chỗ này này, gọi là UAB, được không? UAB này ha. UAB nó sẽ bằng tổng trục áp ở trên cái điện trở. Tổng trục áp trên cái điện trở. Điện trở B nó là 6. Tổng trục áp ở UAB, U trên này này với dưới này này, UAB này ha. Thì nó bằng trục áp ở trên điện trở ha, R kích từ nối tiếp cộng với điện áp tải này, 220 này ha. Thì đó là UAB. Thì có UAB mình sẽ tính được y kích từ song song. Lấy UAB chia cho R kích từ song song sẽ có y kích từ song song. Có y kích từ song song rồi mình suy được y ứng.
y ứng nó sẽ bằng y cái từ song song cộng y y y tải hoặc là y cái từ nối tiếp ha. Có y ứng rồi tính được cái sụp áp r ứng y ứng à, tính được sụp áp r ứng y ứng rồi, có điện áp UAB rồi thì mình sẽ tính được e ứng, được không mấy đứa? Thì câu a tính e ứng tính tương tự vậy ha, tính như vậy. Nó sẽ hơi khó hơn so với cái máy cái từ song song, tại vì ở đây mình có thêm một cái điện trở r cái từ nối tiếp ha. Nhưng mà người ta cho mình dòng điện phụ tải 100A rồi thì tính nó khá là dễ rồi. À, câu b xác định các tổn hao phản ứng cái từ nối tiếp cái từ song song à, thì mình có r của các cái phần đó rồi thì mình nhân lên tính ra thôi. Tổn hao phản ứng thì bằng r ứng nhân y ứng bình phương à, tổn hao phần cái từ nối tiếp thì bằng r cái từ nối tiếp nhân y cái từ nối tiếp bình phương, thì cái từ nối tiếp chính là y tải à, rồi r cái từ song song nhân y cái từ song song bình phương à, nó ra được tổng hao trên cái phần cái từ rồi, tương đối là đơn giản ha. Rồi, thầy ơi, câu A thầy ghi lại được không thầy? Khó hiểu quá. Câu A khó hiểu hả? Rồi, nói lại nè. Bây giờ nè, đầu tiên mình sẽ tính UAB. UAB, A là điểm trên đây nè. Thầy xóa nhìn cho nó đi. Thầy ghi cái chữ A nó hơi xấu. Đây, cái mặt này là mấy đứa phải vẽ ra được nha. Còn nhìn thầy vẽ nó xấu quá thì tự bật lại cái, coi lại cái hình trong sách cũng được. U này là UAB nè. UAB là điện áp ở hai đầu của cái phần cái từ song song hoặc là điện áp hai đầu phần ứng, được chưa? Thì để tính được UAB mấy em phải là UAB này nó bằng gì? Mình sẽ dựa trên cái mạch phía phần tải á. UAB nó sẽ bằng cái y cái từ nối tiếp là cái dòng nó chạy từ đây nó chạy ra này. Nó chạy ra tải. Cái dòng y cái từ nối tiếp nó chạy theo chiều này. À. Rồi, thì y cái từ nối tiếp nhân với r cái từ nối tiếp là nó ra sụp áp ở trên cái phần cuộn dây cái từ nối tiếp, đúng không? Rồi cộng với u tải nữa, vậy UAB nó sẽ là bằng u tải. U tải ha. Cộng cho r cái từ nối tiếp. R cái từ nối tiếp, cái cuộn cái từ nối tiếp á. Nhân với y tải. Y tải chính là y cái từ nối tiếp luôn, tại vì cái cuộn cái từ nối tiếp nó mắc trực tiếp với tải luôn ha. Nhân cho y cái từ nối tiếp thì gọi là y tải đi ha, nhân y đi ha. Y này là 100A này, thấy không? 100A chính là y cái từ nối tiếp á, là cũng chính là y tải luôn á. À, tại nó chạy thẳng từ cuộn cái từ nối tiếp ra tải nè, đó là y tải luôn ha. Rồi, tính được sụp áp này, tính được điện áp tải là 220 đề cho rồi. Thì mình tính tổng lại nó ra được UAB được chưa mấy đứa? Rồi, có UAB rồi thì tính ra được y cái từ song song. Y cái từ song song nó sẽ bằng UAB chia cho R cái từ song song, đúng không? Cái cuộn cái từ song song này nó đang nối song song với cái điện áp phía cái từ nối tiếp và tải này. À, cái sót thôi, cái sót cho cái vòng này này thì sẽ ra y cái từ song song. Y cái từ song song. Nó bằng UAB chia cho R cái từ song song. UAB mà tính ở trên ha. UAB chia cho R cái từ song song. Rồi. Có y cái từ song song rồi. Thì bây giờ mình sẽ suy ra được y ứng. Có y cái từ song song mình sẽ suy ra được y ứng là bằng gì? Y ứng nó phải bằng y cái từ song song cộng y từ nối tiếp không? Y ứng nó bằng y cái từ song song cộng y cái từ nối tiếp. Cái sót ra chỗ ra cái số 1 á. Thầy ghi y song song cộng y nối tiếp cho nó nhanh nha. Y nhiều khá biết quá, cùng chung khá biết. Nè, đó là cái y ứng. Rồi tính được y ứng thì mình sẽ suy ra sụp áp trên r ứng, r ứng y ứng ha. Vậy thì e ứng nó sẽ bằng gì? E ứng nó sẽ bằng UAB trừ cho r ứng y ứng. À, E ứng nó sẽ bằng UAB cộng R ứng Y ứng ha. E ứng nó sẽ bằng E ứng trừ R ứng Y ứng trừ UAB. Vậy E ứng nó sẽ bằng UAB cộng cho R ứng Y ứng. Nên biết kích sót cho kích số 2 cho cái vòng này sẽ thấy ha. UAB cộng R ứng Y ứng. Mình hiểu cái mặt, mình nhìn cái mặt mình hiểu là mình sẽ giải được ha. Hiểu cái dòng điện nó chạy từ đâu đâu, điện áp chơi trên cái phần tử nó như thế nào. Cái này thực chất nó giống như giải cái mạch điện thôi. Đó. Thì
thì tính ra được E ứng, được chưa? Rồi, tương tự thì cái phần tổng hao thì mình thầy mới nói rồi, tổng hao thì nó bằng R nhân Y bình phương, tổng hao trên phần ứng thì nó bằng R ứng nhân Y ứng bình phương, tổng hao cái từ song song nó R cái từ song song, Y cái từ song song, tổng hao R cái từ nối tiếp, Y cái từ nối tiếp, bình phương. Rồi, xác định công suất đầu ra của máy phát là hiệu suất, thì mình có công suất điện từ, B điện từ nó bằng chúng ta sẽ xác định công suất đầu ra của máy phát. Thì mình có cái Y phụ tải rồi, có điện áp rồi, điện áp ngã ra 220 rồi, có Y phụ tải rồi, thì mình lấy U nhân Y đó ra ra công suất đầu ra máy phát. Còn cái hiệu suất á, thì mình sẽ dựa trên cái tổng hao, mình có các cái tổng hao rồi. Mình sẽ suy ra ngược được là cái công suất cơ, P cơ của cái máy phát ha. Mình có cơ điện ra rồi thì mình cộng thêm cái đóng tổng hao thì ra P cơ là B1 á. Lấy B1 chia B2 nó ra hiệu suất ha. Rồi, thì đó là thầy hướng dẫn sơ bộ cách giải cái bài tập một chiều ha. Thấy điện một chiều mấy em phải vẽ cái sơ đồ ra để mấy em giải nha. Cho em hỏi thầy ơi. Rồi bạn nào hỏi gì hỏi đi. Cái hình thầy là chỗ Y ứng đâu có cái đường chỗ R ứng đâu thầy, sao ngay chỗ mà mình tính này, đây này. Rồi trong sách á, trong sách nó không có vẽ, nhưng mà mấy em mặc định mấy em hiểu là gì, cái R ứng nó nằm ở trong cái cuộn dây phản ứng này, nó nằm chung trong cái E ứng luôn, hiểu không? Còn nếu mấy em muốn cho nó rõ ràng thì mấy em vẽ ra ngoài như thế này, thầy vẽ thêm E ứng vô cũng được nha mấy đứa nha, hiểu không? E ứng này nếu mấy em muốn rõ ràng mấy em vẽ tách riêng ra, còn không vẽ thì vẫn hiểu nó nằm ở chung với E ứng, nó vẫn nằm chung với E ứng. Hoặc nếu mà cái E ứng này nhiều khi đề nó không nói tới thì có nghĩa là gì, nó nhỏ quá người ta bỏ qua. E ứng nhiều khi nhỏ quá người ta có thể bỏ qua, hiểu với nha. Ủa thầy đi thi là phải vẽ hình hả thầy? Nên vẽ, còn nếu mấy đứa không vẽ cũng được, thuộc công thức giải cũng được nha, nhưng thầy khuyên mấy đứa hiểu bài thì nên thuộc cái sơ đồ này. Hiểu cái sơ đồ này thì làm nó rất là dễ. Còn nếu mà mấy đứa thuộc cái công thức thuộc lòng á, nhiều khi mấy đứa áp dụng nó chậm. Còn mấy đứa nhìn vô sơ đồ này, mấy đứa không cần thuộc công thức đâu, mấy đứa nhìn vô sơ đồ này mấy đứa giải. Tại vì thầy không cần thuộc công thức, thầy chỉ nhớ cái sơ đồ thôi. Cái từ nối tiếp thì nó mắc như thế nào, dòng điện nó chạy từ đâu tới đâu, cái từ song song thì nó mắc như thế nào, động cơ thì dòng nó chạy như thế nào, cái máy phát thì dòng nó chạy như thế nào. Mình vẽ cái sơ đồ ra, mấy em ngồi mấy em suy nghĩ lại, cái máy phát thì dòng điện nó sẽ phát ra từ cái phản ứng nó quay nó phát ra điện, đúng không? Cái rotor nó quay nó phát ra điện, thì phản ứng nó phát điện thì dòng điện nó chạy từ phản ứng chạy ra nó sẽ đưa vào phần kích từ này, nó chạy qua cuộn kích từ nối tiếp đi ra tải đó. Thì mấy em nhìn, mấy em lật lại các cái sơ đồ thầy đã vẽ, thầy coi trong sách cũng được, thì mấy em sẽ thấy nó rất là dễ hiểu, rất dễ nhớ. Chứ còn nếu mà mấy em thuộc cái mớ công thức mà hôm trước, cái mớ công thức á, trong cái phần ôn tập thầy có đưa cái đóng công thức á, thầy có nói là nếu mà thuộc công thức cũng được, nhưng mà nó không có tốt bằng là mình hiểu cái sơ đồ. Mấy em hiểu cái sơ đồ này, mấy em tự suy ra công thức luôn. Hôm trước thầy có nói rất là kỹ chỗ này. Chỉ cần mấy em hiểu cái sơ đồ này thì cái đám công thức chỗ này mấy em không có cần nhớ đâu. Cái đám công thức này không cần nhớ nha mấy em, nếu mấy em hiểu sơ đồ này. Sơ đồ ví dụ cái từ hỗn hợp này, thì sơ đồ nó có gì? Nó có phản ứng này, phản ứng là phần quay nó phát ra điện, nếu là máy phát. Còn động cơ thì nó sẽ cấp điện vô động cơ nó chạy. Đây là cái máy phát này, thì phản ứng nó phát ra điện, mấy em thấy không? Cực dương nó phát dòng điện Y ứng ra này, nó phát ra. Phản ứng này nó phát ra, một phần nó chạy qua đây, nó kích từ cho cuộn kích từ song song. Cuộn kích từ song song nó sẽ nối song song với phản ứng, thấy không? Rồi, cuộn kích từ nối tiếp đây, nó sẽ nối tiếp với cái ngõ ra, đấu ra tải. Cái đường này nó vẽ gấp khúc, nhưng mà mấy em vẽ thẳng lại cho nó dễ cho mấy em. Mấy em vẽ thẳng qua luôn, bỏ cầu dao này, vẽ thẳng lại cho nó dễ, hiểu không? Mình vẽ thành như một cái mạch điện bình thường thôi, không có gì hết. Mấy cái đoạn gấp khúc này mình không cần đâu, người ta vẽ gấp khúc để mình nó đưa cái cuộn kích từ nó nằm song song với cái phản ứng, để nó ý nghĩa là cái này cái 500 điện nó tác động lên cái phản ứng ha. Nhưng mà mình vẽ mình hiểu rồi, mình vẽ nó vẽ gọn lại, mình không cần phải vẽ cong cái này đi lên đâu, vẽ cái phản ứng thẳng ra, kích từ nối tiếp ra đây, thẳng qua cái cầu dao, bỏ cầu dao thẳng ra tải luôn. Hiểu không? Như giống như cái hình thầy mới vẽ nãy á. Đây nè, thầy vẽ thầy không hề, thầy vẽ cái phần
Thầy vẽ thầy không hề vẽ nhấp nhô cong lên vẹo xuống gì ha, mình chỉ cần vẽ các cái phần cơ bản, cái phần tử cơ bản của cái mặt nó mình nối nhau là nó tạo thành cái mặt được. À, đây cái mặt thì nó có R ứng này, Y ứng này, à, rồi phần cái từ song song này, cái từ nối tiếp này, ra tải này, thì hai mặt này nó giống y hệt nhau á, nhưng mà cái này nó vẽ nhìn nó rắc rối á. Thì mấy em nhớ thì mấy em nhớ cái sơ đồ đơn giản, mấy em đơn giản hóa cái hình lại, các cái phần tử vẫn giữ nguyên nhưng mà mình đơn giản hóa nó lại à, dễ cho nó dễ. Thì mình hiểu cái sơ đồ này thì mình làm bài rất là dễ, mấy bài một chiều giải rất là dễ. Đó là cái cách thầy nói để mấy em hình dung mình làm cái bài tập cho nó dễ, nó đơn giản ha, thay vì phải nhớ hết các đống công thức. Chứ tự nhiên mỗi cái sơ đồ phải nhớ cái đống công thức này rất là, mình không cần nhớ đâu ha. Nhớ cái sơ đồ được rồi, thì mấy đứa giải các bài tập này, giải một vài bài để nó sẽ quen thôi, để thầy bài một chiều. Tại vì hôm trước cái bài tập một chiều ở hôm trước mình chưa làm nhiều nên thầy sẽ cho vô cái phần bài tập cho mấy em làm cho nó nhuyễn ha. Như bài này mới 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 làm đúng không? Bài số 4, động cơ các từ song song chuyển động. Rồi, cái bài 4 này hơi giải hai cái dạng đó để thầy cho. Đặt thêm bài số 9 này nữa đi. Bài 9 này tự giải à, coi cách là tự giải. Mấy này cách từ độc lập, bài số 9 là mấy cách từ độc lập đó. Đó. Thì cái này phần này mấy em giải rồi, mấy em đọc lại trên Classroom, thầy sẽ đăng cái bài lên Classroom cho mấy em lại. Rồi thì các cái câu này mấy đứa chịu khó về làm à, nộp lại cho thầy để sẽ đăng lên trên Classroom cho bạn. Rồi có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Không thắc mắc gì thì mình có thể nghỉ. Để chờ thấy thầy thầy điểm điểm danh cái. À, thầy ơi, thầy điểm danh giúp em đi rửa chén Rồi, thầy sẽ gửi cái phần lý thuyết à, với kết hợp với năm cái câu bài tập. Còn phần trắc nghiệm thì mấy em tự giải ha. Mấy em tự giải. Giải gặp khó khăn gì thì hỏi. Thầy ơi, rồi hẹn nộp của bài đó chừng nào nộp thầy? À, thầy cho mấy em giải làm trong vòng 2 tuần đi ha, thầy sẽ đặt cái thời hạn lên trên đó, mấy đứa lên đó coi sẽ thấy ha. Thầy cho 2 tuần Dạ. làm nộp để lấy điểm nha mấy em, nên là lưu ý làm đúng hạn giùm thầy, nộp trễ là không được.
Còn cái phần trách nhiệm thì thầy sẽ gửi lên trên Zalo mấy đứa tự tự làm tự trả lời. Rồi, nếu không có câu hỏi gì nữa thì mấy đứa có thể nghỉ nha. Thầy sẽ đăng cái video này lên trên Classroom ha. Mấy đứa lên coi.